Dịch Covid-19 đang quay trở lại với số ca mắc tăng nhanh, số ca nặng nhập viện cũng được ghi nhận theo chiều hướng gia tăng. Vì thế, ngoài tiêm phòng vaccine COVID-19, những biện pháp bảo vệ khác như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn vẫn rất cần được chú trọng. Mới nhất, Bộ Y tế đã ban hành quyết định mới về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Cụ thể, quy định này như thế nào? Mời quý vị cập nhật thông tin sau đây. Theo thông tin ngày 7 tháng 9, Bộ Y tế đã ban hành quyết định này hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng. Theo đó, tất cả trẻ em trừ trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực công bố cấp độ dịch mức độ 3, 4 phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Theo hướng dẫn, nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng vân vân, hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe vân vân. Bộ Y tế quy định các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng chung với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 tất cả các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4. Việc áp dụng đeo khẩu trang với các trường hợp cụ thể áp dụng như sau. Tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi giám sát y tế áp dụng với tất cả các đối tượng trừ những người cách ly ở trong phòng đơn, người bị suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi. Đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện theo hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng như máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi, vân vân. Áp dụng với hành khách, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Tại nơi có không gian kín, không khí kém như quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay, áp dụng với nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người, các công trình di tích, bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày, khu du lịch, khu vui chơi, giải trí, sự kiện văn hóa, thể dục thể thao, lễ cưới, lễ tang, lễ hội, hội chợ. Áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động, người bán hàng khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và người tham dự. Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch áp dụng với nhân viên tiếp nhận hồ sơ, nhân viên giao dịch khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Các trường hợp khác ngoài các địa điểm đối tượng đã quy định ở trên được khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng. Như vậy, với tình hình dịch diễn biến phức tạp, yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi công cộng được Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện với tất cả các đối tượng tại các địa điểm tập trung đông người. Trải qua 2 năm sống chung với Covid, khẩu trang trở thành vật dụng quen thuộc với mỗi người khi ra đường nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, giảm thiểu thấp nhất tỷ lệ lây chéo dịch bệnh.